Ngày 1 tháng 7 năm 2024, Nghị định 52 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực. Vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Chi cục Đăng kiểm số 17 tại địa bàn tỉnh Cà Mau đã chủ động triển khai các biện pháp thanh toán bằng cách chuyển khoản khi người dân có nhu cầu, tiến tới triển khai đồng bộ việc thanh toán theo hình thức này trong công tác đăng kiểm thời gian tới. Việc thanh toán bằng phương thức chuyển khoản không chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian cho người dân và doanh nghiệp, mà phương thức này còn hạn chế nhiều rủi ro, quản lý rõ nguồn gốc tiền trong giao dịch. Mình cũng không có cần phải đem tiền mặt theo, mà mình quẹt thẻ hay là mình chuyển khoản qua cái ngân hàng bằng cái điện thoại di động cũng được. Nó rất tiện lợi, nó tránh cái những cái lúc đông mình không cần phải chờ đợi. Chuyển khoản thì nó dễ cho mình, là khỏi mang tiền theo cho mình, cho nó an toàn, nó không bị thất thoát á. Thứ hai nữa là nó nhanh nhẹn hơn. Cùng với sự phát triển của công nghệ số, việc chuyển tiền trên các ứng dụng của điện thoại thông minh đã không còn xa lạ đối với nhiều người. Đây cũng chính là phương pháp hiệu quả trong việc quản lý chặt chẽ nguồn thu trong công tác đăng kiểm cũng như thu phí đường bộ. Nghị định 52 ra đời và có hiệu lực thi hành sẽ là tiền đề, là văn bản pháp lý quan trọng về lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, có ảnh hưởng rộng đến nhiều lĩnh vực, đối tượng, tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số, tạo các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới, tiện ích, nhanh gọn, an toàn cho người sử dụng. Công khai hai cái tài khoản chuyên thu phí đường bộ và tài khoản của đơn vị để thu phí đăng kiểm và phí đường bộ, mình đã triển khai từ lâu. À, nhưng mà nếu mà cái nghị định 52 ra đời thì tới ngày 1 tháng 7 này thì mình sẽ áp dụng là 100% sẽ không có dùng tiền mặt để thanh toán nữa, mà mình phải chuyển khoản hết. Nếu mình chuyển khoản thì nó sẽ nhanh hơn, tại lý do là mình không có phải đếm tiền, thì trong đó mất mát này kia, dùng tiền mặt thì nó sẽ sanh ra nhiều cái, còn chuyển khoản thì mình quản lý nó dễ hơn. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Đăng kiểm số 17, chỉ tính từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6901V Cà Mau đã kiểm định 871 phương tiện với số tiền 214 triệu đồng. Hầu hết số tiền kiểm định được thanh toán bằng tiền mặt, thế nên việc quản lý, kiểm đếm sẽ thêm thời gian cũng như nguồn lực về con người. Do đó, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục Đăng kiểm số 17 rút ngắn hơn nữa thời gian đăng kiểm, giảm chi phí đối với người dân và doanh nghiệp đến đăng kiểm.